mới đi dạy về khách Cà Mau lên mua chồn bắt cho khách, hiện tại là chích vaccine 2 mũi. Từ đây về tới Cà Mau mà rủi ro thì em hỗ trợ lại, còn trong quá trình nuôi là em hỗ trợ cái thịt nuôi bao tiêu đầu ra ha. Chồn ăn uống khỏe mạnh được, sáng nay chị cho nó nửa 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 chuối thôi, cho nhiều quá thì lúc này mà nấu lạnh là nấu cháo cho ăn ha, điền phụ cháo trắng hả? Ừ, cháo trắng, cháo cá gì đó ha, cháo cá hay cháo chuối nữa được rồi, cho nó mùi thơm nó ăn miếng đi đó, chồng khỏe mạnh rồi nha. Rồi cho túi rồi. Cứ con bày bày đi. Con nào gà dịch đổ thì mất sáng à. Được, ngon cho em nghe. Đó, chưa? À. Ha, khỏe mạnh chạy đây kiếm ăn liền nha. Thấy chưa? Hả? À. Miếng này. Cái đây có gì đó. Chú rồi đó. Nằm vô. Đó, thấy không? Rồi khỏe mạnh nha, kiểm tra kỹ, ok. Bự quá. Cắn được mà. Chuối mềm dễ cắn à. Rồi luôn hả? Sao bắt thì bắt đi. Cứ khỏe mạnh là được. Cảm ơn. Một muỗng xin nữa không? Đúng không? Ăn nhanh lên. Đủ. Để luôn 5 con. Bình thường. Đó, kiện á. Tiền mới gốc á, 5-6 con bình thường. Mấy lạnh rồi. Mình nhìn nó cháu cá cho nó ăn. Rồi, cho túi đi. Ưu tiên á. Ưu tiên chọn luôn. Uống ủ đúng không? Rồi, đứng đây chích mũi nè. Là bắt ai chích đây. Con này mà ủ gì trời? Nó nhỏ ấy, ủ rồi. Em sợ là mua. Dạ đồ không dám mua chỗ lạ đó. Chúng lấy dễ khỏe mạnh là ok à. Ha, ăn uống khỏe mạnh nha. Ăn uống khỏe mạnh.